Rồi ok, hello các em và chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Chào cả chị em luôn. Và thứ bảy rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ. À, nhưng mà trước tiên nhá, có một việc cực kỳ nghiêm túc mình muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Đó chính là mình mới lập ra một cái page mới có tên là Pop Pro Gamer. Mình rất mong mọi người có thể bỏ ra 1 đến 2 phút nhấn vào cái link bên dưới phần mô tả cũng như là bình luận của video để đăng ký page mới của mình. Sắp tới sẽ có một dự án rất hay ho mình sẽ triển khai trên page Pop Pro Gamer. Hy vọng là mọi người sẽ giúp đỡ mình. Thật sự lần này mình rất cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Thế nên những ai yêu quý mình thì hãy giúp mình lần này nhé. Ok, đã xong thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ luôn. Tuần này không giới thiệu nhiều. What? Và đừng quên là nhấn đăng ký kênh nhé. Tại vì có đến hơn 70% các bạn xem video mà chưa nhấn đăng ký kênh. Thế nên là nhấn đăng ký kênh ngay để tăng respect, ok? Rồi, bắt đầu nào. Gọi gì đây? FaceTime à? Đúng không? À, không phải FaceTime. Thế nó cái cửa sổ à? Đúng không? Lừa vãi lìn. Cửa sổ các bạn ạ. Là cửa sổ nhá. What the fuck? Damn! Gì này? Từ. Tự nhiên là có thì mẹ lừa à? Quảng cáo à? Kéo gì nhở? Sao lại có cái video mẹ vớ vẩn nhở? Video này ở đâu ra đấy? Không hiểu luôn. Này rõ ràng tôi thay cơ mà. Oh shit. Pop Pro phiên bản gái à? Tóc dài đấy, nhà trông mắt to đấy, môi thì khá là trái tim. Nhưng mà trông kiểu gái thôn nữ nhỉ, kiểu trông rất là kiểu hiền lành ấy. Dạ, yeah, công nhận được không? Em gái thôn quê ấy, trông hiền vãi trưởng ra. Hiểu đâu ạ? Đấy, trông tôi đẹp trai này cơ mà. Oh god, respectfully. Đỉnh, thực sự. Các bạn đã thấy ai ăn táo mà cắn một miếng nó lại ra hình mặt cười chưa? Ok. Đỉnh cao ấy nhá. À, chơi cái trò là xoay vòng vòng đúng không? Xoay vòng tròn rồi chạy đua với nhau đúng không? À, thật. Úi đầu xuống, quay đi. Kiểu nó bị chóng mặt đấy các bạn. Cái trò này nhá, mình chưa chơi thử bao giờ. Nhưng mà mình thấy nhá, rất nhiều người là kiểu đều bị chạy, nó bị lệch hướng. Oh! Oh shit! Uầy, thằng ấy nó làm cái gì đấy? Chân nó chạm đất nhưng mà nó có thể xoay tròn tại chỗ được các bạn ạ. Go to the first one. Where do you speak English? And go to first one. First one đây, sẽ thẳng luôn vô. Why? On light room. Light room. Chạy hẳn vô luôn hả? Chạy hẳn vô luôn. À, cảm ơn như vậy. Mày, thằng mất dạy để mày đấy, mấy bà ngu tiếng Anh rồi mày cứ trêu người ta. Các bà cục lắm nhá, trêu vừa cập chổi vào tí. Ok, anh làm mẫu một lần nữa nhá. Ngu rút. Ma! Có ma! Ôi ôi, có ma! Sợ ma thế nhỉ? Phải cầm ghế đập nó thôi. Omni-chan à? Tại sao lại Omni-chan? Omni-chan! Cay thế nhỉ? Rõ ràng là em chỉ truyền bóng cho nó thôi. Chứ em có sút vào người nó đâu. Dỗi mà. Đéo đáng. Đôi. Uno. Từ từ nhá, video này phải dừng ngay. Các bạn nghe cái tiếng không? Nó đau cực kỳ luôn đấy. It
it was at this moment that he knew he fucked up. Lừa các bạn ạ. Cuộc đời tôi xem rất nhiều thứ Thách Cấm Cười rồi, thế mà tôi vẫn bị lừa. Nhục. Sập dài motherfucker. What the hell? Thế này rõ ràng là nó bị gãy chân phải, thế mà nó lại co chân trái. Lừa. À, phải đánh lừa bản thân để khiến cho cái chân phải bị gãy nó phục hồi nhanh hơn. Lác thế nhở? Thằng vừa nãy gãy chân cũng lác rồi nhá. Mà cái thằng này nó cũng lác. Và có một đặc điểm chung ấy là cả hai thằng đều đi đá bóng. Thế có khi là những ông mà hay đá bóng là dễ bị lác đó nhá. Rồi ok, và như vậy là chúng ta đã xem xong video đầu tiên. Hơi ngắn một tí nhưng tràn ngập tiếng cười nhá. Không nói nhiều, để video thứ hai luôn nhá. Là các cầu thủ còn tuổi đời còn rất trẻ của miền quê nha các bạn. Nhưng thật sự đẳng cấp. Không có bên luôn. Đẳng cấp à? Con trò trắng đang giấc mơ trưa, đang mơ về crush, thế mà lại bị trêu tí đá ra quần. Oh my god. Cô động đến nhà để làm cái gì đấy? À, mình biết vụ này rồi. What? Tao làm gì mà lại bắt tao đi? Bế tao đi đâu? Cái vụ này mình giải thích cho mọi người là chủ của cái em chó này này là vừa từ Bắc Giang về và hình như là bị coi là F1, đại khái là từ Bắc Giang về, thế nên là bây giờ là chủ đang bị đi cách ly rồi. Và thế là người ta đến bắt luôn em chó này để đi cách ly cùng. Thật chứ. Em ấy kiểu ngơ ngác, chả biết chuyện gì. Lâu này cặp nặng ghê. Cặp nặng thế. À, khoe tiền à? Mày mà khoe tiền á, tao đấm mày chết. Cái gì? Giấy khen hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thác Bà khen tặng em Nguyễn Đức Hải, học sinh lớp 12A1 đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Học sinh tiên tiến. Cứ tưởng được học sinh giỏi. Bố ông ngày xưa tôi cũng được học sinh tiên tiến. Phòng lạnh. Ok, để xem phòng lạnh nào. Ơ, từ. Nó có phải nó ghép không nhở? Hay nó ghép nhở? Lừa vãi lìn luôn ấy. Thật à? Ơ, thật đấy. Shit. F for apple. F for apple. B for boy. B for boy. C for crocodile. Giáo viên như thế này thì có mà giết chết mầm non đất nước à? Đọc cái chữ crocodile mà mệt vãi cả trưởng các bạn ạ. C for crocodile. Rõ ràng là chúng nó đọc đúng rồi. Nhá, đây còn cứ bắt bẻ. Chán lắm. Đây là kiểu tôi ngày xưa đứng hóng mẹ cắt hành đấy, xong rồi đứng bên cạnh vừa ngắm vừa khóc. Khổ thân với cả trưởng, biết thế thì chạy ra chỗ khác đi, còn cố tình. Đúng là đàn ông giống nhau lắm các bạn nha. Rất đơn giản. Chúng tôi chỉ chờ có lúc đấy thôi. Nicole, we show how to do. Yeah, go ahead and take off.
Ôi dồi ôi, khổ thân con bé. Cho người quen mượn cái xe mà đến cuối cùng thì chỉ còn lại mỗi hai cái lốp. Chán thế nhỉ, không biết là có được đền cái mới không. Rồi ok, và chúng ta đã vừa xem xong video thứ... Nhầm, video thứ 2. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với video thứ 3. Ok. Chào anh. Ôi chỉ là một video cưỡi ngựa hoàn toàn bình thường và mình chào cảm xúc gì cả. Kẹp nách vào kem này, lạnh chưa? Ha 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 ha. À, lại chơi bóng chuyền à? Để xem lần này có gì thú vị nha các bạn. Nào nhảy lên đập đi, tua chậm video khó chịu thế nhờ. Nào 2, 3, đập. Ui giời, tay ngắn. Thế mà lại ghi điểm các bạn ạ. Hóa ra đấy là tuyệt chiêu thiên la địa võng. Các bạn hiểu không? Lườm rau gắp thịt, cố tình đánh trượt để đánh bằng đầu. Ghi điểm lại còn lừa được cả đối thủ nữa. Vít. Đỉnh đấy. Đi ngủ à? À đi ngủ thôi. Chúc bé ngủ ngon. Tĩnh tâm, tĩnh tâm và tĩnh tâm. Hôm nay mình nhịn cười đỉnh cao thực sự luôn. Đến cả cái pha rụng cả răng ra mà mình vẫn không cười. Good evening. À. How do you do that? But I feel like Bill Belichick. Yeah. What are you doing? You don't even have any hair. Làm hết cả hồn. Bây giờ ta không có tóc nhưng mà ngày xưa ta cũng có tóc. Ta cũng bị giật mình, ta cũng bị kiểu trái tim yêu đuối. Ôi mẹ tiếng hôn ơi. Chưa hết. Tất cả trưởng ạ. Cái trò gì đấy, làm cái trò gì đấy. Vừa mission complete xong. Thế hóa ra lại là mission fail à? Mission fail. What? What the fuck? Ờ, cay thế nhở. Mày thắng tao trên sân bóng, nhưng tao lại thắng mày trên sân tình. What? Xem thằng nào cay hơn. Venom. Ai à, we are Venom. Basic. We are Venom. Thế là nào? Thế là kiểu gì đấy? Và vẫn yeah. Holy fuck. Ghép hình cái kiểu gì đấy? Tại sao lại ghép hình kiểu này? Rồi ok, và video này sẽ kết thúc đây. Kết thúc bằng việc là hỏng mất cái máy quay. Rồi ok, thì chắc là video này mình sẽ kết thúc đây. Hôm nay là chúng ta đã cùng nhau xem 3 video rất hay ho, rất buồn cười, nhưng mà mình cũng nhịn cười hơi bị được luôn. Các bạn công nhận không? Dạo này là mình có cái bản lĩnh hơn, mình nhịn được cười nhiều thôi, quen rồi. Nếu mọi người thấy thích chuyên mục thử thách cầm cười, đừng quên là nhấn like cho video này nhá. Và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình sớm đạt được 1.300.000 người đăng ký. À, và cũng đừng quên là mình có nhờ các bạn là đăng ký cái page mới của mình có tên là Pop Pro Gamer. Thật sự đây là một việc mà mình rất nghiêm túc muốn nhờ các bạn giúp đỡ. Thế nên là hãy
truy cập vào đường link dưới mô tả và bình luận để đăng ký vào cái page mới mình mới lập nhá. Ok. Được rồi, mình sẽ cố gắng duy trì đều đặn chuyên mục thử thách cấm cười vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Thế nên là mọi người hãy đón xem nó nhá. Còn bây giờ thì bye bye và bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.